người người nhậu. Đây là một cái phố quán nhậu đông từ ngày xưa đến giờ. Đây là cái khu vực nhà hàng Hải Quê. Bắt đầu giờ này bắt đầu người ta con đường ăn uống, và nó được nâng lên là con đường ẩm thực của quận 6. Đủ ngoài đây luôn, thấy chưa anh chị thấy. Tiểu thương ta cũng vất vả, kiếm đồng tiền vất vả chứ bộ. Ngừng lại nè, bán trà sữa nè, trà sữa mà ngừng lại phải chờ đợi như thế này. Sunny Doan xin mến chào anh chị và các bạn. Thế là chúng ta gặp nhau vào buổi tối cuối tuần. Bây giờ 9 giờ ngày 6 tây tháng 8 2022. Trước mặt anh chị đó là dòng xe con đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Chi Phương. Hướng trái là con đường Nguyễn Chi Phương để về ngã 6 Chợ Lớn anh chị ha. Nơi đó có tượng ông An Dư Vương cầm nỏ thân. Bên phải thì chúng ta có con đường Nguyễn Trãi với dòng xe chạy về hướng quận nhất, con đường Nguyễn Văn Cừ Cộng Hòa. Thế là chuẩn bị Tết Trung Thu, anh chị thấy góc phố người ta bán Trung Thu đầy hết anh chị. Và với video clip này, Sunny cũng đi về nhà, sẵn tiện Sunny sẽ cập nhật chúng ta con đường Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo về cái hướng Chợ Lớn, Chợ Bình Tây, con đường Hậu Giang, coi 9 giờ tối cuối tuần nó như thế nào nha anh chị ha. Rồi chúng ta bắt đầu đi cùng với Sunny. Ở đây anh chị thấy bắt đầu là buổi tối, ở đây quán nhậu anh chị thấy rất là đông nè anh chị. Đông đúng không? Người người nhậu. Đây là một cái phố quán nhậu đông từ ngày xưa đến giờ. Đi thẳng là chúng ta có cầu Nguyễn Chi Phương để bắt qua quận 8. Ngày xưa không có cầu Nguyễn Chi Phương đó anh chị. Bến Đò La Cai ngày xưa đó. Đây là cái góc mà quẹo phải là con đường Đồng Khánh tại thế giới. Nay là con đường Trần Hưng Đạo, và chúng ta sẽ đi trọn vẹn con đường Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo tới nhà thờ Cha Tam luôn nha anh chị ha. Sunny cứ rề để anh chị thấy cảnh vật trôi qua nhẹ nhàng. Bên phải quán nhậu ngày xưa có cái rạp Hát Cải Lương đâu ở bên phải nè anh chị. Sunny cũng quên tên rồi. Quán nhậu không là quán nhậu, và bây giờ chúng ta sẽ đi về cái hướng thì dài coi như thế nào. 9 giờ tối mà anh chị thấy đường phố xe cộ cũng rất là đông đúc anh chị. Mé bên trái là chúng ta có Đại Thế Giới. Cũng nhân đây cũng cập nhật cho anh chị để tạo cái nhộn nhịp, kích cầu người ta tới đây Chợ Lớn vui chơi thì người ta sẽ ăn uống vân vân. Cứ về Chợ Lớn, cái chương trình tên là Về Chợ Lớn Xem Múa Lân, thì cứ cái tuần thứ hai của mỗi tháng sẽ tổ chức múa lân, thi múa lân của các ban hội ở khu vực Chợ Lớn, cụ thể là ở Thuận Kiều Plaza đó anh chị. Ngay chỗ con đường Châu Văn Liêm, Tổng đốc Phương đó, Thuận Kiều bây giờ có tên là Garden Mall đó. Thì đó là một cái cập nhật gửi cho anh chị. Ví dụ như tuần này là tuần đầu tiên của tháng nè, tuần sau cuối tuần thì có gì Sunny sẽ cập nhật nha, cập nhật cái lễ hội đó gửi tới anh chị để anh chị biết. Mới đi qua con đường Ngô Quyền, và ở đây là anh chị thấy lồng đèn Trung Thu dài trên con đường này, và đặc biệt là con đường Lương Nhữ Học. Sunny có quay con đường phố lồng đèn Lương Nhữ Học rồi, người ta bắt đầu bán lồng đèn rồi, rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Con đường Trần Hưng Đạo mấy hôm nay sao lạ quá, đông lắm so với những cái tuần trước anh chị. Là người ta đi ra phố lồng đèn, người ta đi chơi. Thì nơi đây thì có một cái chợ, một cái tên rất là độc lạ, đó là chợ Xả Thây. massage. Mới đi qua rạp hát Lệ Thanh, massage Phát Đạt. Khách sạn, mấy khách sạn đó bây giờ ế lắm rồi. Tảng Đà, đi ngang qua con chợ đường Tảng Đà. Đây cái góc mình chuẩn bị tới, cái góc bên phải là chợ Xã Tây. Nói chung là con đường ban ngày thì đó, nó sẽ buôn bán nhộn nhịp hơn, buổi tối thì nhà cửa người ta đóng, đặc biệt là khu vực chợ lớn anh chị ha, người ta bán sỉ nên buổi tối dọn chợ hết rồi. Một lát Sunny sẽ đi vòng vòng chợ Bình Tây nè, rồi một vài con đường. Chứ ban ngày thì có thể nói xe tải, xe hàng, giao hàng, kẹt xe. Đó là chợ Xã Tây. Thì chợ Xã Tây thì buổi tối có một vài cái tiệm buôn bán thức ăn, thức ăn người Hoa như là bánh hẹ, rồi những cái món mà của người Hoa đó. Sunny cũng không rành ẩm thực đâu. Nếu anh chị muốn ăn mà nó có mang cái nét ẩm thực người Hoa thì anh chị tới chợ Thủ Đô trên con đường Phùng Hưng và chợ Xã Tây này vào buổi tối. Chợ Quang Phục mà Sunny thường gọi là con đường dao kéo. Tại người ta bán dao, bán kéo, mài dao, mài kéo rất là nhiều, và kể cả bán thuốc bắc. Rồi tới đây là chúng ta tới con đường Lương Dưỡng Học. Bắt đầu người ta bán lồng đèn rồi anh chị, ra đây chụp tấm hình lưu niệm. Đây cái khu vực bán lồng đèn đây, bắt đầu con đường Lương Dưỡng Học quẹo phải là vô cái khu bán lồng đèn, nhiều màu sắc lắm. Lồng đèn quá trời. Đây là cái khu vực nhà hàng Ái Quê. Bắt đầu giờ này bắt đầu người ta tan tiệc nè. Rồi đến con đường Tổng Đốc Phương mà Sunny sẽ chạy về chợ Vải Sói Cần Lâm. Thì khi mà vượt qua cái này bắt đầu là thấy chúng ta thấy bắt đầu đường phố nó sẽ vắng hơn. Về cái với chợ Bình Tây rồi con đường Bãi Sậy Phạm Văn Chí nào nó vắng lắm anh chị. Rồi đèn đỏ luôn. Đối với chợ lớn thì chỉ có con đường Hậu Giang, cụ thể hơn là quận 6, thì con đường đó là thâu đêm suốt sáng, con đường ăn uống, và nó được nâng lên là con đường ẩm thực của quận 6. Thì ở đó thì trời ơi, cả 2-3 giờ sáng mình đi ra vẫn còn thức ăn mà mình ăn, người ta bán thâu đêm suốt sáng, giống như con đường không ngủ vậy đó. Đây chợ Vải Sói Cần Lâm. Cũng thú nhận với anh chị, mấy bữa nay cũng đi quay chợ mà thấy cái cảnh chợ thì bán thời trang quải vóc buồn lắm. Các tiểu thương cứ ngồi chơi điện tử thôi, like sỉ Facebook rồi lướt web rồi coi cái này coi cái kia, anh chị coi YouTube, coi kênh Sunny Doan thôi. nên bán nói chung cũng tồi, mà không biết sao giờ cái thời buổi này thì đâu có ai có nhu cầu. Tất nhiên cũng có nhưng mà nó cái số lượng nó thấp hơn những cái năm mà trước dịch. Cuộc sống thì khó khăn, người ta lo cái bụng trước anh chị, còn thời trang tính sau. Đây bị công an bị phạt rồi, không biết. Cuối đường là nhà thờ Chợ Tam đó. Khi mà qua chợ Vải Sói Cần Lâm thì chúng ta đến chợ Thuốc Lá Học Lạc, bán sỉ thôi. Thì cái đặc thù kinh doanh nên buổi tối nó vắng là đúng rồi anh chị. Cái này không phải là nói buổi tối là ế quá giống cửa anh chị ha. Buổi tối là nó đặc thù là nó như thế. Ban ngày đóng cửa thì bắt đầu nó mới nói ế. Đây chợ Thuốc Lá, anh chị muốn mua thuốc có tem hoặc thuốc không tem gì có đầy đủ hết. Thuốc không tem thì người ta bán cũng hơi kín đáo chút xíu. Thuốc lậu đó anh chị, thuốc lá lậu đó có tem là thuốc sản xuất hoặc là nhập đóng thuế. Đây là bán bánh trung thu nè, đó quá trời bánh trung thu. Thử mình đi thẳng thì nó vắng, mình quẹo vào chợ Trần Chánh Chiếu, con đường Trang Tử coi giờ tối 9 giờ người ta còn bán không nha anh chị. Chắc có lẽ là còn, tại một số người ta buôn bán người ta ngủ lại luôn, mà sáng mai người ta bán tiếp. Chắc có lẽ là còn anh chị, chỉ còn vài người thôi, tiểu thương người ta bán trái cây thôi. Đó, cũng còn sáng đèn đó. Mái trái là bến xe Chợ Lớn, với nhiều cái tuyến xe bus đi nhiều cái quận, huyện, nội ngoại thành, kể cả những cái tỉnh lân cận như Long An, như là Tây Ninh, vân vân. Còn bán trái cây, nói chung là người ta bán thâu đêm suốt sáng. Ngủ ngoài đây luôn, thấy chưa anh chị thấy. Tiểu thương người ta cũng vất vả, kiếm đồng tiền vất vả chứ bộ. Chứ đâu có rảnh mà đi chơi giống như Sunny vậy đâu. Bán suốt đêm, phơi nắng, phơi sương, ngủ, đồng tiền công nhận phải nói cuộc sống. Đôi khi mà Sunny nghĩ cũng thấy tức cười, giống như mình bị đồng tiền hành đó anh chị. Giống như bị đồng tiền hành vậy đó. Ai cũng vậy, cũng phải cố gắng đi học, đi làm, rồi tự nhiên mà lớn lên phải đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Rồi khi mà có gia đình con cái bắt đầu nuôi rồi lo tiếp cũng là tiền. Đồng tiền nó xây lệ thuộc vào đồng tiền, nhưng mà lệ thuộc quá nó cũng mệt mỏi. Nó phải cân bằng anh chị ha. Đôi khi mà anh chị cứ đi du lịch đi anh chị, mình đi thăm thú, đi đây đi đó, rồi đi thăm thân, đi thăm bà con, rồi đi tới những cảnh đẹp mà chúng ta ngày xưa chúng ta ao ước, cứ đi anh chị, để cuộc sống chúng ta cân bằng hơn. Sunny rảnh là Sunny đi thôi. Rồi ở đây thì tự nhiên nó hình thành một cái khu buôn bán, đại khái là bán hột vịt lộn, hột vịt lạc, rồi trứng cút, rồi cút nướng, ôi thôi chè cháo đủ thứ hết. Trương Tấn Bửu, Lê Văn Sung, Trương Tấn Bửu năm xưa. Đây là con đường Phạm Đình Hổ. Đối với trước chợ Bình Tây thì nó hình thành một cái phố đêm, nơi đó thì bán sinh tố, rồi bán kem, bán những món ăn nhẹ. Sunny coi quay lại 9 giờ coi nó còn mở hay không. Còn con đường Hậu Giang bên phải thì anh chị khỏi nói, bên trái là tháp 10, bên phải con đường Hậu Giang khỏi nói, nó bán thâu đêm suốt sáng, bán đủ thứ hết. Tất nhiên là những cái món ăn cũng bình dân đó anh chị. Phạm Đình Hổ rồi chúng ta sẽ về chợ Bình Tây, sáng đèn mà không biết là có buôn bán gì hay không. Con đường tháp 10. Đó, cũng buôn bán chứ. Buôn bán. Tạo ra cái mô hình này cũng hay anh chị. Có một nơi vui chơi, chứ mà xưa chợ Bình Tây mà cái khoảng sân phía trước để trống uổng quá. Đó. Đó. Cũng có ca nhạc, cũng ăn uống, cũng rất là đông anh chị. Đó. Đó. Bên trái là những cái quán cà phê cốc thôi, bên phải là bắt đầu chơi nhạc, các bạn trẻ chơi thôi, đủ sinh tố rồi ngồi nghe nhạc, cảm thấy cũng rất là vui. Tự nhiên chợ Bình Tây nó có sinh khí về buổi tối, hồi xưa buồn lắm, nó buồn thiêu như con đường này nè. Buổi tối camera này không biết có rõ hay không. Có gì không rõ thì anh chị thông cảm nha, để Sunny về sẽ cân chỉnh sau. Nó vắng anh chị thấy, ngày thì đi không được luôn đó, tại vì ở đây thì xe giao hàng, giao nhận hàng. Buổi tối thì nó vắng như thế này nè. Tại vì Sunny đi quen rồi anh chị, anh chị khác mà đi những cái nơi quận khác mà về đây thì rất là ngại đi những con đường này anh chị ha. Buổi tối nó vậy đó. Đây con đường Phan Văn Khỏe phía sau chợ Bình Tây ngày xưa mang tên là bến Nguyễn Văn Thành. Ra Phạm Đình Hổ và Sunny ra con đường Hậu Giang nha, chạy một đoạn con đường Hậu Giang và Sunny tới con đường Bình Phùng và Sunny sẽ stop cái clip. Còn cứ đi con đường Phan Văn Khỏe này thì chúng ta chạy dài dài theo cái kênh Hàng Bàn để chúng ta tới dòng kênh Lồi Gốm. Đây con đường Phạm Đình Hổ quẹo phải nha anh chị. Chợ Bình Tây hay quá. Thay vì quẹo phải là ra chợ Bình Tây, Sunny quẹo trái nha anh chị. Quẹo tẻ, tẻ trái, tẻ phải, quẹo. Nên cái từ tẻ, từ quẹo nên chính vậy nó có một cái dòng kênh ở Sài Gòn là kênh Tẻ đó. Hôm nay thì Sunny thấy có chợ Lớn có vẻ có tín hiệu đông vui trở lại sau những tháng ngày, những năm tháng bầm dập bởi dịch cúm. Đây con đường Hậu Giang mà anh chị Sunny nói là thâu đêm suốt sáng đây. cũng là hàng quán với những cái món ăn bò né, lẩu, rồi xôi, chè, quán nhậu, rồi vân vân anh chị. Nó vậy thôi. Và nó có mật độ nó dày đặc hơn. Hình như là nhà nhà vỉa hè đều bán. Ngừng lại nè, bán trà sữa nè, trà sữa mà ngừng lại phải chờ đợi như thế này anh chị thấy. Trà sữa có vẻ bán được không? Các bạn trẻ sao thích uống cái trà sữa. Đây là con đường Mai Xuân Thưởng, chợ rau Mai Xuân Thưởng năm xưa. Bán đông ghê chứ, bán được ghê á, quán nào cũng đông. Trời có vẻ oi bức nên mọi người thì đi ra vỉa hè ta ngồi. Những cái quán cà phê á, quán cà phê sinh tố vỉa hè. Đây quán nhậu quán nhậu xe quá trời xe. Có một số anh chị nói trời ơi ra vỉa hè nó bụi sao, nhưng mà hình như con người ta tự thích nghi anh chị. Đối với những anh chị mà ít lên Sài Gòn đó, lâu lâu lên Sài Gòn sẽ viêm họng ngay, vài bữa thôi là viêm họng. Nhưng mà đối với người Sài Gòn thì hình như nó quen, và đặc biệt là dạo này có đeo khẩu trang nữa nó cũng đỡ phần nào, nhưng mà quen dần anh chị. Sunny cũng vậy, ngày xưa mà từ Vũng Tàu lên Sài Gòn đi học đó, trời ơi mấy ngày đầu tháng đầu nó sốt, nó viêm họng, nhưng mà từ từ nó thích nghi dần. Đây là quán nhậu anh chị ha, và ở đây là rạp hát Hồng Liên nè anh chị. Rạp hát Hồng Liên. Và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện một đoạn clip dài từ con đường Đồng Khánh để coi cái khu vực chợ lớn như thế nào. Và cái không khí ở khu vực chợ lớn thì cũng rất là vui anh chị. Nó rất là nhộn nhịp, đông vui hơn so với ngày xưa. Điều đó cũng tín hiệu cũng rất là mừng cho bà con. Đặc biệt là một cái nét mới ở chợ Bình Tây, một cái phố đêm ở chợ Bình Tây. Nó khác xưa hoàn toàn, ngày xưa không có một bóng người, giờ thì rất là đông. Rồi, anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Để ủng hộ kênh Sunny thì anh chị nhớ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ cái clip này đến với mọi người. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại. Bye bye.